Theo thông tin từ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, sau 7 tháng đóng cửa để nâng cấp mở rộng, sân bay Điện Biên chính thức khai thác các chuyến bay từ ngày 2 tháng 12 năm 2023. Hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ khai thác các chuyến bay thường lệ Hà Nội-Điện Biên và ngược lại với tần suất 7 chuyến trên tuần vào tất cả các ngày trong tuần bằng máy bay Airbus A321. Hãng hàng không Vietjet sẽ khai thác đường bay thẳng giữa thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên với tần suất 3 chuyến mỗi tuần vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7. Sau nâng cấp mở rộng, sân bay Điện Biên có đường băng dài 2.400m đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cho các loại máy bay hiện đại như A320, A321, đồng thời cải tạo mở rộng công suất khai thác nhà ga hành khách hiện hữu từ 300.000 khách trên năm lên 500.000 khách trên năm, cải tạo xây dựng mới các công trình phụ trợ, khu hàng không dân dụng, bảo đảm đồng bộ khai thác máy bay A320, A321 và tương đương.